Kính chào quý khách, sau đây là Cartolo motor điện một pha Pama Minh Motor. Đây là phần chi tiết các linh kiện của động cơ điện một pha. Đây là các mẫu động cơ điện một pha. Động cơ điện một pha chân đế. Động cơ điện một pha mặt bích B35. Động cơ điện một pha mặt bích B14. Với động cơ 1,5 kW, 2 ngựa, 2 HP, có mã vỏ là 90. Tốc độ trung bình của motor là 2.800 vòng phút. Dòng ampere định mức của motor là 9,4 ampere. Điện áp là 220V. EFF là hiệu suất làm việc của động cơ điện. Hệ số cốt phi tiết kiệm điện là 0,95. Âm thanh vận hành. Tụ đè là 200 microfarad. Tụ ngâm là 40 microfarad. Trọng lượng. Đây là bản vẽ chân đế. Với motor có mã vỏ 90L. Chúng ta gióng hàng ngang tương ứng với các ký hiệu A, B, C, D để biết được các kích thước trên bản vẽ là bao nhiêu. Ví dụ, đường kính trục ký hiệu là D bằng 24mm. Tương tự như vậy, đối với bản vẽ động cơ mặt bích với mã vỏ 90L, đường kính trục ký hiệu là P bằng 200mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Mọi thông số tiếng Anh về bản vẽ motor chân đế hay mặt bích đều đã được chúng tôi dịch sang tiếng Việt để ở bên cạnh clip này. Mời quý khách xem thêm.